A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi tiếp tục thưa với quý vị về cái cuốn Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Phả nhân cái kỷ niệm cái mùa Phật Đản. Clip nói trước thì chúng tôi giới thiệu, clip thứ hai là chúng tôi nói về quan điểm của Thiền sư Lê Mạnh Thát về thời đại Hùng Vương. Đặc biệt là clip này chúng tôi có gửi cho Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, hiện đó là trưởng ban trị sự Phật giáo Phú Thọ Nga. Vì ở đó là có một cái tòa nhà cực lớn, xây trên hàng trăm tỷ, ghi là Trung tâm Phật giáo thời Hùng Vương. Thì đó là cái tên, cái biển hiệu của cái cơ sở. Thì nó không phải là một cái trung tâm hoạt động theo cái tiêu chuẩn của một trung tâm hoặc là viện. Chúng tôi nhắc lại là quan điểm trước khi nói hôm nay chúng tôi muốn nói một cái đề tài mà không có một người Việt nào sinh ra và lớn lên mà không thuộc lòng. Nhưng mà để hiểu thì có lẽ là không mấy người Việt hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đề tài hôm nay là chúng tôi muốn nói cái câu ca dao này, chúng ta cho rằng đâu câu ca dao này thì nó dính gì đến cuốn Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Phả này. Thì trước khi nói sâu vào đề tài này thì chúng tôi muốn nói một cái clip, muốn muốn nói một lặp lại cái quan điểm của Thiền sư Lê Mạnh Thát về thời đại Hùng Vương. Đấy là thời đại Hùng Vương, nói về chữ viết của thời đại Hùng Vương, về thời chữ viết của thời đại Hùng Vương, văn học của thời đại Hùng Vương và luật pháp của thời đại Hùng Vương. Luật pháp của thời đại Hùng Vương là cụ thể có bản Việt luật. Văn học của thời đại Hùng Vương theo thầy đó chính là những câu chuyện cổ tích của Việt Nam, mà chúng có một số chuyện là chúng ta biết là chuyện của Việt Nam, truy ra được nguồn gốc của những chuyện cổ tích đấy, truy ở đâu, trong bản Lục Độ Tập Kinh năm 280 khi Cương Tăng Hồi truyền đạo Phật vào tôn vào Đông Ngô. Chữ viết thời đại Hùng Vương, luật pháp thời đại Hùng Vương và các phong tục tập quán của thời đại Hùng Vương, nhà nước Hùng Vương rất rõ ràng. Và vì vậy Phật giáo vào nước ta vào vào thuở nào? Phật giáo vào nước ta từ thời đại Hùng Vương, cụ thể qua nhân vật Chữ Đồng Tử và Tiên Dung gặp nhà sư Phật Quang, mà dấu tích trong bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam tập 1 trang đầu đấy. Sau lời giới thiệu thì mất hơn một năm trời chúng tôi cùng với Thiền sư Lê Mạnh Thát, đích thân diễn giả. Mà trước đấy năm 1999 khi xuất bản cái bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam 3 tập và xuất bản đầu tiên lịch sử Phật giáo Việt Nam tập 1 năm 1979, thầy chưa có dịp đặt chân đến. Thì chúng tôi cùng với thầy đã tìm ra, nhờ một số anh nữa bên trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, khóa khảo cổ học, đã tìm ra được hai mảnh gốm ở thời sơ sử. Một mệnh gốm là năm 100, một mệnh gốm là năm 200 trước Tây lịch, đúng tương đương với thời chỉ đúng không? Đây. Và Phật giáo là vào Việt Nam từ lúc nào? Nó có nhiều lớp. Lớp đầu tiên chúng ta biết được là qua câu chuyện Tiên Dung và Chữ Đồng Tử, được ghi từ rất sớm như văn bản Lịch Nam Chích Quái. Từ trong Lịch Nam Chích Quái cho rằng việc chích quái mà trích dẫn những việc 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 quái là, nhưng mà đó không phải là việc quái đạo mà chúng ta Thiền sư đã đưa nó vào trở thành câu chuyện đầu tiên của lịch sử của Phật giáo du nhập vào Việt Nam. Có nhiều người cũng không đồng quan điểm này. Nhưng mà sau khi đó thì tiến hành khảo sát trên văn bản. Từ văn bản chúng tôi dựa theo văn bản đó và đến những ngôi chùa Thanh Quang mà ông Thái Kim Định, người gần nhất vừa mất ở đây, một là một nhà nghiên cứu của Hà Tĩnh. Và trước Thái Kim Định là có Bùi Dương Lịch, Việt Nghệ Anh Chí, và trước Bùi Dương Lịch là có là Phan Huy Chủ, đều ghi nhận là có chùa của Chữ Đồng Tử. Và trên cơ sở đó chúng tôi cùng với Thiền sư Lê Mạnh Thạt tiến hành điền giả và đã tìm ra được cái mệnh ngói, mà những mệnh ngói, những tấm ngói lớn của thời Trần, của thời Lý, và nhất là hai mệnh ngói thời sơ sử. Chúng tôi nhắc lại là Phật giáo đã vào Việt Nam dưới thời đại Hùng Vương. Lớp thứ hai là Phật giáo vào cụ thể dưới thời Vũ A Dục, trong cái đoàn truyền giáo đã truyền qua cái vùng Tích Lan miền vực, cái đoàn mà đi vào Thái Lan
Đấy, đoàn phái đoàn đấy thì phái đoàn đó đã đến Việt Nam, có một phái đoàn đã đến Việt Nam và cụ thể là ở trên ba đỉnh núi Tam Đảo. Và chúng tôi đã đưa ngài. Đấy, thì chúng tôi nói ra là quan điểm của Thiền sư Lê Mạnh Thạch về Phật giáo và thời Phật giáo của thời đại Hùng Vương. Một cách lần này trong bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam ba tập xuất bản năm 2023 cực kỳ rõ ràng. Và nó rất mạnh, nó rất cụ thể. Đó là luật pháp thời đại Hùng Vương. Cụ thể có bản Việt luật, bởi vì là khi Mã Viện đánh thắng Hai Bà Trưng năm 43 sau Tây sau sau Dương lịch thì ông đã điều tấu, thì ông xưng rằng là trong cái Việt luật đó, có 10 điều khác về Hán luật. Tất nhiên là bây giờ Hán luật chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta có bộ Tần luật. Và trong đợt lịch sử Phật giáo Việt Nam ba tập vừa rồi ấy, mà thiền sư xuất bản đó, gọi là dựa vào Tần luật, với Tần luật là được Hán luật để so với những điều Hán luật và để viết, thầy nói là 10 việc ở đây là dùng chữ sự chứ không phải là điều. Đấy. Nó là luật. Và văn học thời Hùng Vương, hôm mà chúng tôi cùng với ngài đến cái trung tâm Phật giáo Hùng Vương ở Phú Thọ, có thượng tọa Minh Nghiêm tiếp đó, thì thầy nói là chúng ta có văn học thời Hùng Vương. Văn học thời Hùng Vương chính là những câu chuyện cổ tích của Phật của đất nước đấy, mà chúng ta đã truy được nguồn gốc. Có một số chuyện trong đó chúng ta đã truy được nguồn gốc xuyên qua bản kinh Lục Độ Tập, mà theo thầy là đã kinh Lục Độ Tập khi dịch qua tiếng Hán đã dịch từ một bản đại tiếng Việt, nên ngôn ngữ gọi là văn phạm tiếng Việt đã ảnh hưởng trong bản kinh. Quý vị cố gắng đọc Lục Độ Tập kinh một tập 1 và tập 2, hai tập, hoặc là lịch sử Lục Độ Tập kinh và lịch sử khởi nguyên dân tộc Việt. Đấy. Và chữ viết về thời đại Hùng Vương, cụ thể là có bài Việt ca, tức như là âm nhạc của thời đại Hùng Vương, rõ ràng vì rõ ràng để hình thành chữ viết, hình thành luật pháp, hình thành những câu chuyện văn học thì nó phải hình thành vài trăm năm trước, nghĩa là vài thế kỷ trước, nghĩa là nó có xuất hiện dưới thời Hùng Vương. Và bây giờ chúng ta biết văn minh của trong đồng cụ thể là khoảng 2.200 năm, 2.300 năm, 2.500 năm. Và vào như trong cái cuốn lịch cuốn Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Phả, chúng tôi có trích dẫn cái Nha Chương khai quật ở Phú Thọ đấy, 2.000 năm, gần 3.000 năm, thì đó là những cái nền văn minh của thời đại Hùng Vương quá rõ ràng. Mấy hôm nay là chúng tôi truyền thông để chúng tôi để mọi người tiếp cận được cái cuốn Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Phạm. Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Phạm. Đấy. Nhằm nghiên cứu di sản văn hóa đền miếu Việt, trong đó có bản thân tôi. Mọi người là người đề xướng, để chủ trương làm 18 cuốn vô hùng, làm 18 bản. Chúng tôi sẽ làm 18 cuốn sách như vậy, liên quan đến thời cổ sử, lên thời đại Hùng Vương. Cụ thể là làm rõ nhân vật Hùng Vương, chúng cuốn này là chúng tôi làm rõ nhân vật Hùng Vương. Cụ thể là Hùng Ba Vị Hùng Vương được thờ trên đền Hùng là ai? Khi được ghi là Đột Ngột Cao Sơn, Thập Bát Hùng Vương, Thánh Vương Vị và Ất Sơn Viễn Sơn thì có thể là ai? Và thời đại Hùng Vương trong 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 các cái bản Ngọc Phả Hùng Vương này 18, có thể là 18 con người không? Không phải. Cuốn thứ hai là chúng tôi làm rõ về tản viên. Mà cụ thể tản viên này là Kinh Dương Vương. Cuốn thứ ba là chúng tôi làm rõ về nhân vật về Triệu Đà, làm rõ về nhân vật về Thánh Giống, làm rõ về nhân vật về Lạc Long Quân. Từng nhân vật làm rõ về thời đại Hùng Vương thì nhóm sẽ làm 18 cuốn liên quan đến cổ sử và làm rõ từng nhân vật như vậy. Và một thì cuốn đầu tiên là chúng ta làm về 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 Hùng Vương. Và mấy hôm nay trong cái mùa Phật đản là chúng tôi tiếp tục truyền thông để nói những từng mục cụ thể, mọi người yêu cầu là nói từng mục cụ thể trong này. Tất nhiên để nói đến cuốn sách này thì còn lâu, chúng tôi chỉ nói vài hôm nữa. Mà hôm nay chúng tôi sẽ chọn cái đề tài là Công Cha Như Núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ Như Nước Trong Nguồn Chảy Ra. Thì có nhiều quan điểm cho rằng núi Thái Sơn là ở bên Tàu. Thì quý vị biết, thứ nhất là chúng ta bây giờ làm rõ cái chữ tự Thái. Ví dụ, vua đầu tiên gọi là Thái, chữ Thái là cao. Có thể là, ví dụ như Lý Thái Tổ. Vua đầu khởi dựng nhà Lý là Lý Thái Tổ. Khởi được nhà Tông là vua Lý Thái Tông, là vì nhà Trần là được lấy ngôi từ nhà Lý nên có Thái Tổ mà chỉ có Thái Tông. Còn nhà Lý thì có vua Lý Thái Tổ, vua Lý Thái Tông, vua Lý Thần Tông, vua Lý Nhân Tông, vua Lý Thần Tông, vua Lý Ân Tông, vua Lý Cao Thời Huệ Tông chẳng hạn. Bây giờ
Nhà Trần thì không có vua Lý Thái Tổ, Trần Thái Tổ, mà Trần Thái Tông. Vua Trần Thái Tông là vua Khởi đứng đầu nhà Trần. Chữ Thái là lớn, cao lớn. Thái là đầu đó. Nhưng chúng ta nói Thái Miếu chẳng hạn đấy. Thì núi Thái Sơn thì chúng ta là người Việt. Chúng ta có tổ tiên. Chúng ta có vua tổ. Chúng ta có cội nguồn và chúng ta có những ghi chép về vua tổ, về đất tổ, về cội nguồn thì chúng ta phải y cử. Là con, ví dụ như tôi nói rằng là tôi là con cháu của dòng họ Võ của làng Thế Ông, thì muốn viết cái gì về làng họ Võ làng Thế Ông thì chúng tôi phải ý cứ những ghi chép của cha ông chúng tôi đầu tiên, không phải lấy nó làm tuyệt đối, nhưng mà nó là một trong những ý cứ đầu tiên. Thì chúng ta là người Việt, gốc Việt, tổ tiên Việt, có vua tổ Việt, đó là vua Hùng. Và chúng ta, và vua Hùng á, vua tổ trên đất tổ có những ghi chép, thì chúng ta phải y cứ vào những ghi chép đó. Và những ghi chép đó là gì? Là Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Phả nói như thế nào về núi Thái Tổ. Thì quý vị trong cái bản Hán này, quý vị thấy cái bản Hán này, Nam Việt Hùng Vương Ngọc Phổ Vĩnh Truyền Miêu Duệ Tôn Điệt Ức Vạn Niên Hương Họa Lệ Điện Truy Sùng. Đây thì bắt đầu là Hồng Bàng Thị Kỷ, chúng tôi còn nói về Hồng Bàng Thị Kỷ. Và sau Hồng Bàng Thị Kỷ là Tích Tài Đại Quốc Trung Hoa. Đấy, cái từ Trung Hoa trong này chúng tôi giải thích, chúng tôi hôm nay không đi sâu vào cái từ Trung Hoa. Thì có một clip chúng tôi thì giải thích về cái từ Trung Hoa. Đất tổ tiên chúng ta cho đến thời Nguyễn là vẫn dùng mình và tự xưng mình là Trung Hoa và Trung Nguyên, nó rất lạ. Và cái mở đầu á, mở đầu là Đế Minh Chánh Thống Vạn Bang. Đấy, thì quý vị viết là trang thứ nhất này, 1A. Qua trang thứ hai là Việt Nam Sử Ký. Đây, Việt Nam Sử Ký. Thì chúng tôi sẽ đọc cái câu dịch trong này trích như thế này. Khi mà kể chuyện, tức như là Nam Việt Hùng Vương Sử Ký, khi mà kể chuyện vua cha Lạc Long Quân khi đang còn thái tử. Vì chờ tôi một tí. Chúng tôi đọc cái bản dịch cho quý vị, tìm cái bản Hán lâu quá. Cái bản dịch trích như thế này, chúng tôi có bản dịch đâu này. Thái tử lên núi tìm kiếm mật rồng, đến châu Thu Vật, châu Tù Long, ở xứ Tuyên Quang, nhận thấy mật đất rồng chạy đến, nghĩa lĩnh Đức Thiêng, lại quá giáp, quả lại lại quá giáp với Thường Lưu sông Hoàng, sông Nhị, đầu sông Hán, sông Lô. Là đầu đầu nguồn nước một nhánh sâu thẳm dẫn mạch nước Nam tạo dựng hai mạch rồng chảy từ châu Bảo Lạc núi Côn Lôn, người ta là vùng 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 Tuyên Quang đó, là vùng Yên Bái đấy, trên dưới hai đỉnh cho đến Ải Môn Thủy Độ, mạch từ Ngũ Nhạc Côn Lôn thái tổ của đất nước là đất tổ Linh Sơn Phong Thủy. Linh Sơn Phong Thủy chính là núi Ngũ Lĩnh. Ngũ Lĩnh quý vị thấy, Ngũ Lĩnh không phải là năm ngọn núi. Chữ Ngũ Lĩnh là ngọn núi ở giữa. Là trong ngũ hành á, thì ở ngọn núi ở giữa chính là ngọn núi của hoàng đế. Nên là Ngũ Lĩnh hay Nghĩa Lĩnh, chữ Nghĩa Lĩnh. Thì đây rõ ràng là trăm vạn đầu núi, giữa đông tây nam bắc giống như bầy con. Lấy Côn Lôn Ngũ Nhạc Đại Quốc làm núi thái tổ cha mẹ. Cùng đầu núi góc biển và nước trùng trùng các nhánh một mối quy đồng. Như vậy là theo cái Ngọc Phả này á, thì mạch núi, ngọn núi tổ của người Việt là núi Côn Lôn Ngũ Nhạc ở vùng Bắc Việt ngày nay.
Đấy. Núi này chạy từ Ải Môn cỡ sông Hồng, tất nhiên là quý vị biết chạy từ trên Vân Nam Lào Cai đi về, nếu đi qua Tuyên Quang và nó đi về cái Việt Trì Phú Thọ đấy, tức là Côn Lôn Ngũ Liệt, là dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vị có đỉnh Phan Xi Păng cao ba hơn 3.452 m, được ví vì nâng nhấp nóc nhà Đông Dương như thế này. Và đặc biệt cái bản Nam Việt Hùng Thị Sử Ký này ghi tiếp như thế nào: đời đời các triều vua giữ quyền chính, khi thay tên sửa chỗ cho cơ đồ, đều có xe loan người giá đến điện Hùng Vương trên núi phụng tế trời đất, đốt lửa vòng về núi Thái để tế các bậc tiên hoàng đế vương đời trước cùng trăm thần nước Nam. Tức như là mỗi tất từ từ xưa đến nay, tất cả vị vua nào lên ngôi thì đều có xe loan dân xe vua đấy đến núi, đến ngay tại đến núi Hùng núi Liệt. Tôi đọc lại câu này, câu này khi mà chúng ta làm sách thì mình chạm đến những cái dòng chữ này của tổ tiên là rất xúc động. Đấy. Đời đời các triều vua giữ quyền chính, khi thay tên sửa chỗ cho cơ đồ, tức lên ngôi đấy, đều có xe loan ngựa giá đến điện Hùng Vương trên núi phụng tế trời đất, đốt lửa vòng về núi Thái để tế các bậc tiền hoàng đế tiên vương đời trước cùng trăm thần nước Nam. Quý vị thấy các đời vua mà khi lên lên đầu núi Nghĩa Lĩnh Việt Trì mà hướng vòng về Thái Sơn, thì ngọn núi Thái Sơn, núi tái tổ của người Việt, là dãy núi Hoàng Liên Sơn vời vợi. Ngọn núi ngọn núi mà chúng ta có đỉnh Phan Xi Păng là rất cao. Đấy. Thế thì công cha như núi Thái Sơn, đây là quý vị biết rằng á, nếu mà là người Bắc thì đều biết rằng là vua cha Ngọc Hoàng, nên cái câu mà gọi là thằng tám dỗ cha, thằng ba dỗ mẹ, thằng tám dỗ cha đây á, đây nó có ba lớp cha. Lớp cha là vua cha Lạc Long Quân, là một lớp khởi đầu là Hùng Triều, tất cả đều gọi là Hùng Vương, nhưng mà vì là Hùng Hùng Triều là vua vua gọi là Hùng Triều. Thì trên Hùng Triều là đến cả Kinh Triều, tức như là Kinh Dương Vương, đến Kinh Triều là có Sơn Triều, tức như là ba vị vua Hùng mà hiện tại thờ đền Hùng ta gọi là Sơn Triều. Thì trong bản Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Phạm này còn lại tất cả các vua Hùng đều lấy chữ Sơn làm hiệu. Đấy, đột ngột cao sơn thập bát à, thế truyền thánh vương vị đấy là cái câu thành từ núi Thái Sơn. Thành từ vua cha Ngọc Hoàng, là người Bắc thì người nào gọi cũng nhớ cái câu là vua cha Ngọc Hoàng, đó là cha. Tại tại sao là vua cha là Ngọc Hoàng? Quý vị biết đó, chúng ta có văn bản và Ngọc Phạ trong tất cả các đình, các đền, các miếu mà thờ vô thờ thờ những anh hùng dân tộc thì gọi là Ngọc Phạ, nhưng quý vị biết là có như ở trong đền Hùng thì cũng gọi là Ngọc Phạ. Chúng tôi vẫn dùng cái từ là Ngọc Phạ, nhưng trong văn bản này dùng từ là Thiên Thư, là sách trời, vì vua Hùng á, là trời, cũng người Việt sang phong lên là trời, chứ trời không phải là ông trời mông lung bầu trời mênh mang, không phải vô định đến cõi trời như vậy theo quan điểm của Trung Hoa. Phải, người Việt là có vua cha Ngọc Hoàng. Quý vị vào trong bất cứ ngôi chùa nào, trong bất cứ ngôi chùa nào là ngôi chùa trên đất Bắc, kể cả khi vào đến Huế, đến miền Trung của thời chúa Nguyễn Hoàng cho đến thời các vua từ Đức, thì điều quý vị và biết rằng là có những điều điều có thờ vua cha, điều có thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu, mà có thập điện Diêm Vương. Nhưng vì sau này 500 năm, năm 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 sáu năm mấy đấy, 63 đấy, khi làm cuộc cách mạng về Phật giáo thì các chùa đã bắt đầu bỏ dần bỏ dần. Khi chúng tôi tìm hiểu đi cùng thiền sư Lê Mạnh Thạch vào vùng đấy, thì ông nói là vì đây là từ từ cuộc cách mạng của Tâm Minh Lê Đình Thám, nên từ tất cả những cái tường đó bỏ bỏ thì đem về đâu? Đem về cái tháp ở trước chùa Từ Hiếu. Quý vị biết trước chùa Từ Hiếu trên đồi thông là có xây một ngọn tháp, và ngọn tháp đó là tàng tất cả những cái tường mà người ta cho rằng không phải đạo Phật, không thuộc đạo Phật, như Ngọc Hoàng Thượng Đế, như tường mẫu mà cái buổi đầu, giống như buổi đầu mà khi chúa Nguyễn Hoàng mà vào Quảng Trị thì có thành lập cái chùa Nguyễn Hoàng ở cái vùng đất là cái đờ là An Mô, là bây giờ đấy, Đô Kinh An Mô, ở đó có một cái đề có chùa Ngọc Hoàng. Về sau này các chùa bắt đầu giảm dần giảm dần giảm dần theo cái quan niệm mới là kính tánh, mà giảm dần mà vì không hiểu Ngọc Hoàng là ai,
Nhưng mà bây giờ hiện tại đến thời điểm này, bây giờ quý vị đi tất cả các chùa miền Bắc, trên chánh điện, ngay trên chánh điện đều có thờ vua cha Ngọc Hoàng. Hôm qua chúng tôi để đến dự lễ 35 ngày ở tại chùa Láng. Nơi đó chúng tôi có làm một cuốn sách mộng mộng, chúng tôi muốn làm một công trình khảo cổ sâu hơn, nhưng mà người ta lại không 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 chưa có điều kiện. Thực ra không phải không có điều kiện về tài chính, mà điều kiện về hiểu biết. Nên là chúng tôi chỉ làm một sách mộng về sự tích đức thành Láng, để một cái tên rất dân gian, nhưng thực ra là khảo cứu về vua Lý Thần Tông, được thánh từ đạo hạnh đầu thai để làm vua Lý Thần Tông ở chùa Láng. Thì chúng tôi hướng nhận Phật tử ngay cái bàn đó, tôi thấy cái bàn của các thầy ngoài này thiết đấy. Bàn này lễ 35 ngày đấy để lập đàn đó. Thì chúng tôi chỉ cái bài vị giữa đó chính là Ngọc, trên là Tam Bảo, xuống dưới là Ngọc Hoàng Thượng Đế, và bên Nam Tào bắt đầu cúng gì cũng phải có Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế không phải là ông trời trên cõi trời, mà cái chúng ta nghe phim Tôn Ngộ Không và chúng ta hiểu trên trời bầu trời theo quan niệm của vậy. Ngọc Hoàng Đế chính là vua Hùng, vua cha Ngọc Hoàng chính là vua Hùng. Trong một cuốn kinh, trong một cuốn sách mà phân chia về Hùng Vương, về sau này làm một sách về tổ tiên thì chúng tôi sẽ giải rõ về vấn đề này. Hôm qua chúng tôi còn nói với một người của cái làng là anh Hoàng Minh Dũng, người làng Châu Khê. Quý vị biết dưới thời vua Lê Thánh Tông á, tại về vấn đề cải cách và phải đưa cái đồng tiền bạc vào, và ông Lưu Kim Tín đấy, một quan đại thần đấy phụ trách việc này, và đã về cái làng Châu Khê và tập hợp cái thờ mà thờ chạm bạc đó, thờ làm nghề làm kim hoàn tinh vi lên và thành lập cái phố Hàng Bạc. Thì 42 đình kim ngân phố Hàng Bạc, chúng tôi có mấy cái tọa đàm, chúng tôi có hai cái buổi tọa đàm, ba buổi tọa đàm và nói chuyện về thờ cúng tổ tiên ở đó. Ngạc nhiên là quý vị biết người chính cái người Châu Khê, hôm qua cậu Dũng nói với tôi đó, chính cái người Châu Khê mà ông nội của anh này là cùng góp công để xây dựng tu bổ lại cái đền đấy. Thì bây giờ hỏi các cụ 70-80 tuổi thì cho rằng là cái đình kim ngân phố Hàng Bạc là thờ tổ nghề là Lưu Xuân Tín. Người thầy hiểu sai như vậy đó. Ông này là người để thành lập đưa dân về đó lên và về sau này người ta thờ. Nhưng mà cái đình kim ngân phố Hàng Bạc chúng tôi ngạc nhiên đó. Nhưng mà chúng tôi đến đấy là nghiên cứu đó là đình tổ bất nghề, tổ trăm nghề. Thì tổ trăm nghề là thờ ai, chúng tôi lên xin lên tên khi mà làm quen được về cái chị Thủy và chị Lan ở trong ban gọi là ban quản lý phố cổ Hà Nội đấy. Thì lên trên cái thường đến lên cái hậu cung là thờ cách mặt đất chứ không phải liền sát mặt đất. Thì hậu cung thì có cái bài vị ghi rằng là cái Thủy tổ khai sáng bất nghệ, hiên viên công đại đế. Hiên viên ở trong cuốn sách này chúng tôi đồng nhất hiên viên chính là đế minh, là họ ví dụ như khởi đầu lịch sử 5.000 năm của Trung Hoa là khởi đầu bởi đế đế minh à bởi hiên viên. Hiên viên á, bộ tộc hiên viên và bộ tộc là suy suy vưu là hai bộ tộc này. Suy vưu là bộ tộc của phía Tây, nhưng mà về sau này trong lịch sử này là nói rằng trong cái lịch sử Việt Nam là cho rằng là Thục đó, người Thục từ phía Tây đến và đánh và cướp ngôi vua Hùng đấy. Thì sau khi mà đánh nhau thì bộ tộc hiên viên này là bị thua và nhờ bà cụ Thiên Huyền Nữ chế ra chiếc xe có kim chỉ nam. Kim chỉ nam chính là cái la bàn ngày nay của chúng ta đó. Thông tin 5.000 năm trước của từ Giao Hòa là có cái từ là kim chỉ nam, chính là cái la bàn ngày nay. Không có kim chỉ nam, có la bàn chúng ta không biết đi trên biển, nền văn minh hàng hải không có mặt. Thì nhờ cái bà này chế chiếc xe này và cái bộ tộc hiên viên đã thắng được bộ tộc Sư Vưu và lập vua và hiên viên là vua đầu tiên của Trung Hoa, và có họ là Hữu Hùng. Chúng ta biết chúng ta là vua Hùng, còn họ là Hữu Hùng. Hữu Hùng là vua Hùng, họ Hữu Hùng Thị đấy. Những ghi chép của 5.000 năm có những sai. Thì chúng tôi đồng nhất hiên viên chính là đế minh vì vua khởi đầu. Mà quý vị biết đó, Lê Lợi vừa đập tan sau 20 năm xâm chiếm của nhà Minh, mà đó đến thời Lê Thánh Tông đó, là cực kỳ thịnh vượng, chúng ta hoàn toàn có phụ thuộc tàu đó. Thì tại sao mà là có như một cái ông đại quan đại thần như vậy phụ trách cái việc là đem toàn bộ cái thợ kim hoàn giỏi nhất của vùng Châu Khê đấy, toàn bộ cái vùng đấy làng Châu Khê ở giữa vùng Hải Dương đấy, gần đấy đó là cái làng Hoa Đường và làng Bộ Trạch gần đấy đấy, để đem lên và thành lập cái phố gọi là phố Hàng Bạc, Chạm Bạc Kim Hoàn.
Mày là người nghề mà làm vàng giỏi nhất của cả nước, và người làng nghề này là truyền đi khắp đất này. Thì chúng tôi nói về cầu này là nay mai chúng tôi khi mà làm cuốn, nếu thuyết phục để làm được cuốn sách đó, về tổ bất nghệ, thì chúng tôi sẽ làm rõ về vấn đề vua cha Ngọc Hoàng này. Đấy. Vì sao? Vì biết là tục ở miền Trung của chúng tôi á, là có thờ cái Tràng. Chúng tôi đã nghiên cứu từ lâu rồi. Đấy. Nếu ai là người Quảng Bình này, Quảng Trị này, Huế này, Quảng Nam, Đà Nẵng thì biết cái từ Tràng, Tràn đấy. Tràn chứ không phải Trang như người Huế đọc. Thì ở cánh giữa trên ban thờ tổ tiên một bạt hương thì người ta để một cái tràn, cái tràn đường thẳng như vậy. Để ba bạt hương. Thì trên ba bạt hương đó thì ba bạt hương đó làm sao để biết được, thì chúng tôi phải đi điền giả cái vùng các thầy cúng đó, vào các thầy cúng. Và sau khi gặp cái thầy Huyền Minh, ông nói thầy phải đọc cái vì có thờ thì có cúng, mà có cúng thì sẽ có văn cúng. Và có thờ Tràn thì có văn cúng Tràn. Chúng tôi lại đi tìm cái gọi là cái tràng cúng Tràn. Thì chúng tôi mới hiểu được trong đó có thờ ba đối tượng, là có ba đối tượng. Đối tượng thứ nhất là Tam Giáo Thánh Hiền Lịch Đại Tiên Sư. Đó là một bạt hương. Bạt hương thứ hai nữa là Bích Công Kỵ Nghệ Tổ Sư Tôn Thần. Bạt hương thứ ba là Đông Trù Ti Mệnh Cựu Liên Nguyên Vương Tảo Phụ Thần Quân. Đó là trên cái tràng của người miền Trung nay còn. Vậy thì cái tục thờ Tràn này thì chúng tôi đi tìm hiểu thì nó có Bắc không? Có, nó đã mất nhưng mà đã có từ Bắc vào. Thì quý vị biết biết Bất Công Kỵ Nghệ Tổ Sư, Bất Công Kỵ Nghệ Tổ Sư Tôn Thần đấy chính là Vua Hùng, người đã mở ra trăm nghề. Đấy, thành tựu ở tại cái đình Kim Ngân đó, gọi là đền thờ tổ Bất Nghệ. Nghệ là nghề đấy. Đấy. Thì thờ là thờ 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 là coi như hiên viên. Hiên viên chính là Đế Minh, là Hữu Uông Thị, chính là Vua Hùng đầu tiên, chính là vị đột ngột cao sơn thập bát thể truyền thánh vương vị, và chúng ta thờ ở trong hầu cung chính giữa đến thượng thần cung điện của đền Hùng. Nên trong cái câu này, vua cha công cha như núi Thái Sơn, ngoài cái chuyện mà người con Việt trăm triệu dân Việt mà từ bé tấm bé mà thuộc câu ca dao này, thì công cha chúng ta cũng hiểu là cha mẹ sinh thành của chúng ta, nhưng mà công cha như núi Thái Sơn, cái câu rất hay của cái câu này là ngoài chuyện công cha như núi Thái Sơn là cái công đó, của người cha lập quốc đó, lập nước đó, cái công của người cha người vua tổ lập nước đó, là như núi Thái Sơn. Và núi Thái để chỉ về là núi Thái Sơn là như công cha, là cha ở đấy đầu tiên chính là vua cha Ngọc Hoàng. Vua cha Ngọc Hoàng là mình đồng nhất vùng vương đó chính là Ngọc Hoàng. Thì chúng tôi có một cái văn bản chuyên môn, đó là Diên Quang Tam Muội Tào Tường Lường Đạt Kinh, mà quý vị biết đó. Vào thời nhà Trần đó, vừa rồi chúng tôi đi với thiền sư lên Mền Thát về vùng Hải Dương, gọi là thiền sư Quán Viên, mà người Bắc nào cũng biết rằng đó là tổ cấy đó. Thì ông đã viết lời tựa trong cuộc gọi là Tam là Tào Tường Lường Đạt Kinh vào thời đấy. Và thầy Thát là rất 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 tò mò đến cái câu chuyện này là vì sao? Vì cái vấn đề mà tạc tượng á, vì tạc cái tượng Phật ấy, thì dùng cái lóng tay này để đo. Và cái lóng tay này cái đơn vị đo tượng á, nó có mặt ấy, để tạc ấy, để khi mà đo thì đo mà nào. Thì đây là cách đo huyệt đạo trong y học. Quý vị biết là có như thiền sư Quán Viên á, vào đời nhà Trần á, của vua Trần Minh Tông á, sinh ra từ đời vua Trần Thái Tông và chữa bệnh vua Trần Minh Tông đau mắt mà không ai chữa lành cả. Chúng tôi về vừa rồi chúng tôi về đấy để chụp cái khóa cúng của cái chùa mà thiền sư Quán Viên gọi là bây giờ gọi là chùa Muống, một ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng ở Hải Dương ở thời nhà Trần. Thì ông đã thờ để chữa bệnh chữa chữa lành cái bệnh đau mắt mà không có ai chữa lành cho vua Trần Minh Tông cả. Đích thân vua Trần Minh Tông tìm về. Và cái cuốn đặc biệt thì trong cuốn Diên Quang Tam Muội Tào Tường Lường Đạt Kinh, không đọc cuốn này thì sẽ không biết hệ thống tượng thờ trong các ngôi chùa miền Bắc là ai, từng vị như thế nào, đấy, có ngày mất ngày rồi như thế nào lịch sử như thế nào, chúng ta phải đọc cuốn này chúng ta mới biết. Đấy, liên quan thì đặc biệt trong cuốn này đến cái phần mà tượng Ngọc Hoàng á, thì đồng nhất đó, Ngọc Hoàng chính là Đế Thích, và giống như chùa Vua quý vị biết vào nên Hai Bà Trưng là có chùa Vua đấy, có câu đối đó. Đồng nhất Ngọc Hoàng chính là Đế Thiên Đế Thích, đọc được đồng nhất với Ngọc Hoàng Thượng Đế.
và còn còn có tên là Nguyễn Thận, cũng là có tên là Kiều Thi Ca, chính là cái vị vị đầu tiên mà truyền đạo Phật vào Việt Nam, mà là người người Việt có những cái lớp đông nhất, tức như là Việt hóa. Nói theo thiền sư Lê Minh Thảo trong cuốn Lịch sử Phật giáo Việt Nam tập 1 là gì? Đạo Phật vào Việt Nam đã được Việt hóa. Và việc Việt hóa đấy diễn ra trên cơ chế nào? Diễn ra trên cơ chế của tứ pháp, của Phật, Pháp Vân, Pháp Vụ, Pháp Lôi, Pháp Điển. Và bốn ông Phật này ấy, là Phật con của một Phật mẹ, đó là Phật Mẫu Man Nương. Đây là cái cơ chế để người ta là bản điều hóa, để người Việt thấy rằng đây là một đạo Phật, trở thành đạo Phật Việt. Thành thử trong cái câu chuyện Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Tào Bắc Đẩu, vua cha Ngọc Hoàng á, bởi vì vua cha Ngọc Hoàng người ta đồng nhất Ngọc Hoàng chính là vua Hùng. Thành thử trong bất cứ ngôi chùa nào mà thờ đấy là chính là thờ vua Hùng đầu tiên, vì đế minh khởi lập nước 5.000 năm của người Việt. Đấy. Thì công cha như núi Thái Sơn, là núi Thái Sơn cụ thể chính như hồi nãy chúng tôi đọc, chúng tôi về núi Thái Sơn cụ thể chính là núi Hùng Nghĩa Lĩnh, toàn bộ cái dãy Liên Sơn đó, núi Côn Lôn, mạch Côn Lôn. Nó chúng tôi đọc rất là nhiều khóa cũng của các vị tổ sư đó, tất cả chúng tôi có rất nhiều khóa cũng, vì chúng tôi rất quan tâm đến khóa cũng, quan tâm đến lịch sử của các vị tổ sư, các vị thánh tổ sư ở đất Bắc, thì chúng tôi đều đọc khóa cũng và đều dùng cái từ là coi như Hà Hán, là sông Hán, Hán Giang, và đến cái từ là Côn Lôn dựng tụ Hà Hán Lưu Phương trong cái khoa cũng đó. Và cái Côn Lôn đấy không phải là người Việt mới sinh ra đây, không phải chỉ bên Tàu, hoàn toàn là chỉ như rõ ràng tôi thấy rõ ràng là tất cả các vị ở trong Phật giáo, các vị tu sĩ thấm nhuần cái này rất rất kỹ. Là vì sao? Quý vị biết là bản Hùng Vương, bản bản mà chúng tôi đọc đó, bản mà bản đầu tiên Hùng Vương Nam Việt Hùng Vương Sử Ký đấy. Đấy, Nam Việt Hùng Vương Ngọc Phổ Vĩnh Truyền Miêu Duệ Ức Vạn Niên Hương Hỏa Lễ Điện Truy Sùng, thì bản này là do Thiền sư Pháp Thuần soạn hơn 1.000 năm. Trước 1.000 năm đó, 800 năm trước này, Khương Tăng Hồi là người đầu tiên nhắc đến truyền thuyết về trăm trứng được trích ở trong Ngọc Phổ Hùng Vương. Người mà truyền lại cho đến hôm nay, thì tôi nói là hơn 2.000 năm, hơn gần 2.000 năm sau, thì may mắn một người Phật giáo, người thứ tư sau Thiền sư Lê Minh Thạch nhắc đến, thì đến chúng tôi để có mặt ở trong cái cuốn sách này, nhắc đến truyền thuyết trăm trứng. Phật giáo ở trên đất nước này là rất có công để gìn giữ dòng giống, gìn giữ truyền thống, gìn giữ những câu chuyện như vậy mà chúng ta có văn bản được ghi chép rất cụ thể. Chúng ta thấy cái bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam 3 tập đến cái thời đại ngày nay, còn là đầu tiên sau hơn 2.000 năm Phật giáo vào đất nước này, thì lần đầu tiên lịch sử Phật giáo Việt Nam 5 tập được khảo cứu điền giả thực địa dựa trên văn bản, dựa trên mọi ngành khoa học liên quan, để làm sáng rõ cái lịch sử Phật giáo Việt Nam, chính là làm rõ cái lịch sử Việt Nam, không ai thể qua Thiền sư Lê Minh Thạch được, phải nói một câu như vậy. Và người ngài từ khi từ cái tuổi trẻ, từ khi đang làm luận án tiến sĩ ở Mỹ, quý vị biết năm 21 tuổi là ngài đến Mỹ, thì vì do đọc các cái tư liệu, thế ngài đã là viết cái cuốn là Lục Đồ Tập Kinh và Lịch Sử Khởi Nguyên Dân Tộc Việt, được xuất bản năm 72 tại Mỹ. Lúc đó ngài ở Mỹ, do từ nhà tu thư đại học Văn Hạnh hôm vừa rồi chúng tôi nói đấy. Đây cái cuốn này, tu thư đại học Văn Hạnh in. Lục Đồ Tập Kinh và Lịch Sử Khởi Nguyên Dân Tộc Việt. Khởi Nguyên Dân Tộc Ta. Lê Minh Thạch. Thì quý vị biết rằng là văn bản Hùng Vương như vậy, đứng về mặt văn bản được nhắc từ rất sớm, và vua và chúng ta phải tin vào cái văn bản này. Chúng ta đọc lại một tí để quý vị, vì khi chúng ta gặp chúng ta cảm xúc lắm. Tức như là nói về chuyện vua cha Lạc Long Quân khi đang còn là thái tử, đây là trích trong cuốn là Nam Việt Hùng Vương Sử Ký, mà chúng tôi có bản dịch sau này, quý vị đọc bản dịch trước này chứ, còn bản Hán là phụ bản sau này. Thái tử lên núi tìm kiếm mệt rồng, đến châu Thu Vật. Quý vị, châu Thu Vật này là vẫn còn tên đó, có gạch Thu Vật đấy. Vừa rồi chúng tôi lên ở Yên Bái, nằm trên Yên Bái. Thì
những cái một cái cụ già dẫn chúng tôi đi thì có nhắc đến cái chuyện Châu Thu Vận này, Châu Tù Long. Thì đặc biệt là Châu Tù Long thì bây giờ nó nằm ở phía bên kia. Châu Tù Long là một châu rất là nhiều đồng, bây giờ là thuộc bên kia của Tàu rồi, ngày xưa nó thuộc Việt. Châu Tù Long ở xứ Tuyên Quang nhận thấy mặt đất rồng chạy đến Nghĩa Lĩnh Đúc Thiêng, tức như là từ đó nó chạy về vùng núi Nghĩa Lĩnh, tức như là Phú Thọ đấy, lại qua giáp về thượng lưu sông Hoàng, sông Nhì là sông Nhị Hà đấy, sông Hồng bây giờ đấy, đầu sông Hán, sông Lô, đấy là Tam Giang đấy, ba con sông ở vùng Phú Thọ đấy, là đầu nguồn nước một nhánh sâu thẳm dẫn mạch nước Nam Tào dựng hai mạch rồng chạy tới từ châu Bảo Lạc núi Côn Lôn. Cái địa danh này còn cả, quý vị biết khi mà chúng tôi làm cái này thì có cái nhà báo Phí Văn Chiến đó. Thì cụ này là không nên nói ra sợ, nhưng mà cụ đi kiểm tra trong cái cuốn Hùng Vương Thánh Tổ của chúng tôi có đề cập đến các cái huyệt mộ, và đặc biệt là cụ này là ngày xưa là ở Tuyên Quang nên cụ đã đi tìm cái huyệt mộ này, cụ đã đánh dấu, cụ đánh dấu và cụ này huyệt mộ đó có còn ngay tại Tuyên Quang đấy. Và chúng tôi là vì đang bận quá, chúng tôi đã bật cái cuốn về đang làm cái cuốn Triệu Vũ Đế, năm nay là dự định sẽ bắt tay vào làm cái cuốn Tư Pháp để làm rõ về cái giai đoạn Phật giáo đó vào đó. Thì cụ nói rằng là cái huyệt mộ mà ghi ở châu ở trên Tuyên Quang này còn đấy. Chứ nếu chúng tôi có một cái cuộc khảo sát điền dã như vậy thì chúng ta sẽ tìm ra những cái thông tin ở trong này. Còn tôi đọc thầy đọc tiếp này: Bảo Lạc núi Côn Lôn trên dưới hai đỉnh cho đến Ải Môn Thụy Độ, mạch từ Ngũ Nhạc Côn Lôn Thái Tổ của đất nước là đất tổ Linh Sơn Phong Thủy. Quý vị biết là trong trong tứ phủ là thiên địa thủy và nhạc phủ, đứng đầu nhạc phủ. Quý vị biết mà nếu những người nào theo đạo Lão đấy, những người nào đi làm thầy cúng đó, thì vấn đề về ngũ nhạc, nhất là khi chúng tôi đi điền dã vào cái vùng miền Trung là vùng Quảng Trị và chúng tôi chụp các cái khóa cúng, các ông thầy lấy đặc hàm và các cái vùng ở dưới Lâm Thủy đó, chúng tôi ngạc nhiên là cái vấn đề nhạc vấn 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 đề cái ngũ nhạc, vấn đề là nhạc phụ của họ rất lớn, ngũ nhạc. Nhưng mà họ không biết là đứng đầu ngũ nhạc nhạc phụ là ai, chính là vua cha Kinh Nhân Vương đấy, chính là Tản Viên Sơn Thánh, thần tử bất tử. Cái ngũ nhạc của chúng ta hoàn toàn Việt, không có nằm ở bên Tàu cả. Bên Tàu có những địa danh, có những ghi chép đó, có những ngôn từ đó, còn truyền tùng lại trong đạo giáo những nghi lễ đó, nhưng mà những di tích, những điện tích cụ thể là không có. Chúng ta thấy con núi Tản Viên đấy chính là nhạc phụ, đứng đầu nhạc phụ. Thì chúng tôi ngạc nhiên là khi mà chúng tôi á, quý vị biết là chúng tôi là một người miền Trung, khi chúng tôi làm cái này chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi đọc vào các khoa cũng, chúng tôi là quý vị biết bất cứ một cái lễ đàn lễ cúng gì của Phật giáo miền Bắc này á, thì khởi đầu là bằng cái gì? Bằng cái lễ gọi là lễ phát tấu. Tấu là tấu tấu là phát tấu là phát gọi là chuyện chuyện đi, những cái tấu trình, những cái sớ điệp đó, những cái tấu trình, tấu lên đâu, tấu lên năm năm phương, phương đầu tiên là tấu lên Phật, và còn bốn phương còn lại là tấu lên thiên địa thủy và nhạc phụ, nghĩa là tấu lên tứ phủ đấy. Tôi nói cái này là những người nào mà là những thầy cúng, những người nào mà những thầy thống đi cúng, và nhất là các thầy miền Bắc mà các thầy các vị tu sĩ mà đi cúng là những là hiểu. Chúng tôi là đó. Nhưng mà các thầy họ chỉ đi cúng chứ không phải là chuyên sâu để nghiên cứu, nên không để ý cái mặt này. Chúng tôi để ý cái mặt này vì về sau chúng tôi khi mà làm sách về thờ cúng tổ tiên thì chúng tôi sẽ đề cập những cái mặt này. Năm cái lĩnh vực đó là năm cái nơi chốn thiêng liêng, đó là năm năm nơi mà quan niệm về vũ trụ của người Việt rõ ràng, trên hết là vì Phật giáo nên trên hết là Phật, nhưng mà ngoài Phật ra không phải Phật là hết. Thế gồm có tứ phủ, đó là năm nơi mà cần gửi cái tấu trình đến. Chúng tôi là trong cái lễ phát tấu mà bất cứ một cái lễ cúng lễ nghi cúng gì của ngoài của Phật giáo thì nghi lễ trên đất Bắc này thì cũng đều phải bắt đầu bằng cái lễ phát tấu rất quan trọng, phải gửi cái tấu trình đó đi năm phương để cho năm nơi đó biết mình. Thì cái phương đầu tiên mà gửi đi đó là cái tấu trình đầu tiên gọi là ngũ vị sứ giả,
cái vị sứ giả đầu tiên á, mà đem cái tấu trình này mà tấu lên cái cõi đầu tiên đã là cõi Phật. Còn bốn vị sứ giả tấu trình tiếp lên bốn vị, bốn nơi chốn, bốn lĩnh vực, đấy là tấu lên tứ phủ. Thì có đứng đầu là thiên phủ, thủy phủ, địa phủ. À, quý vị, thiên phủ, địa phủ và thủy phủ chính là thoại, thoại là thủy. Nè. Và thứ tư là gì? Nhạc phủ. Thì đứng đầu nhạc phủ có tứ bất tự là tán viên sanh thần. Thì chúng tôi nhầm, chúng tôi có làm một cái cuốn sách về tán viên sanh thần. Và thấy vị này chính là Kinh Nhân Vương, chính là tán viên sanh thần. Đấy là một điều. Làm về tán viên thì đã có người làm. Nhưng mà để chứng minh tán viên chính là Kinh Nhân Vương thì là lần đầu tiên nhầm chúng tôi công bố. Thì trong này tôi để chúng tôi nhắc đến cái nhạc phủ, nó hoàn toàn là Việt. Chúng tôi muốn nói giống dài để nói hoàn, nó hoàn toàn là Việt. Và chúng tôi đọc tiếp này: trăm vạn đầu núi giữa đông tây nam bắc, giống như bầy côn, những bầy con lấy côn luôn ngụ nhạc đại quốc, làm núi thái tổ cha mẹ, công cha như núi Thái Sơn là vậy. Cùng đầu núi góc biển vàng nước, trùng trùng các nhánh một mối quy đồng, để công cha như núi Thái Sơn. Chúng ta người Việt nào từ lọt lòng ai biết câu ca dao là công cha như núi Thái Sơn, đó là núi Thái Sơn. Phải đọc cái cuốn này để thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Phả. Này, quý vị nào mà muốn sở hữu cái cuốn này, trong cái mùa Phật đản này có chữ ký và có con truyền đỏ của chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi là một hai người đầu là chúng tôi chưa tìm được cái truyền đỏ để đóng dấu. À, thì những người từ sau mấy hờ, từ hôm qua đến nay tôi có lời xin lỗi thì có được đích thân chữ ký, nên quý vị mà gửi liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại là 0943 989 234, mà quý vị cứ nhắn trực tiếp vào Zalo, trừ vì quý vị nào lớn tuổi không dùng Zalo thì điện thoại cho chúng tôi, ít nghe điện thoại. Chúng tôi chỉ làm việc liên tục, không có thời gian, nên chúng tôi chỉ trả lời trên Zalo, và chúng tôi dùng máy tính và trả lời trên máy tính, Zalo trên máy tính. Là chúng tôi sẽ trả lời với quý vị. Nên quý vị phải ghi cái tên tuổi mình, đừng có lấy cái tên Zalo, vì Zalo là không đúng tên. Giống như hôm qua anh Thành gửi thì Nguyễn Thành chứ là Nguyễn Hồng Thành. Rồi sáng nay đấy mà Trình Tình, chúng tôi Trình Tình là Trình Trọng Tình. Nên là để chúng tôi ghi cùng tên vào này kỷ niệm cái mùa Phật đản, chúng tôi sẽ ghi rằng là bạn đặc biệt của, ví dụ như Nguyễn Thành Hà Nội mùa Phật đản, chẳng hạn, vì chẳng vậy này. Chính là kỷ niệm mùa Phật đản, thì quý vị liên hệ với chúng tôi thì trong này quý vị sẽ biết rõ hơn. Đấy là chúng tôi mới nói một vế đầu tiên là công cha như núi Thái Sơn. Đấy. Vậy thì nghĩa mẹ như nước trong nguồn, câu này rất hay, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta Việt, vì người Việt có câu rằng là khi chúng ta mất là về với đất mẹ. Đất mẹ không phải là chúng ta chôn dưới lòng đất này, và là quê hương là quê mẹ vậy. Chứ phải, nó có cái nghĩa đó, nghĩa rất gần, nhưng mà nó có một cái nghĩa rất xa. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, thì có nhiều quan điểm phân tích chữ nước trong nguồn, nhưng mà họ đều cho rằng là nước trong nguồn là từ đâu bên Tàu. Họ phân tích chữ trong nguồn, nhưng chúng tôi không đồng ý, không, và chúng tôi phân tích trong này, và quý vị vì chúng tôi rất công phu. Ngay ở trên đền Hùng, hiện tại là quý vị, hiện tại hiện còn một cái đôi câu đối, chúng tôi là cái chúng tôi lên ở đền Mẫu Tây Thiên, là nghĩa lĩnh cao sơn phù lập quốc, bát tuyền trường thủy mẫu nghĩa dân. Thì quý vị, bát tuyền là gì? Tuyền là suối, bát là bát nhã. Chúng tôi lên hôm đó là vào mùa mưa, mà phải đi vào trong một cái nơi rất sâu và cái đường rất khó đi, và ở đó có một cái vách đá còn khạc, còn tạc một cái bia, văn bia ghi chữ bát nhã tuyền. Ừ. Thì bát tuyền trường thủy mẫu nghĩa dân. Thì quý vị biết rằng ở trên đền Mẫu, ai đến đền Mẫu Tây Thiên thì biết rằng ở đó có con suối bát nhã chín khúc, gọi là cửu tuyền. Đấy, thành chữ tung là chúng ta nói mất, chúng ta người Việt là chết là về đâu? Về với về cụ tuyền. Về cụ tuyền nghĩa là về về đất mẹ.
chúng ta có khi mất á, chúng ta nói rằng là khi người Việt mà khi mất á, là có lễ 49 ngày. Từ xưa đến nay chúng tôi nói là 49 ngày, dứt khoát là 49 ngày là theo quan điểm của Phật giáo. Phật giáo có quan niệm về thân trung ấm, nhưng mà là trong Phật giáo đây là một có một không phải tất cả đều có quan niệm là có thân trung ấm. Nó tương đương quan niệm. Nhưng mà sau này khi mà tìm hiểu chúng tôi biết rằng là có như về tại sao là gọi là mẫu Tây Thiên. Thì phương Tây á, trong Hà Thư, trong Việt, trong Hà Thư, trong Lạc Đồ thì cho rằng là phương Tây á, là phương nó ứng với những con số. Phương Tây là phương của số 4 và số 9. Nên là 49, 49 ngày đó, rời 49 ngày ấy, là người đó sẽ rời cái thân mà đầm ấm quây quần bên cha mẹ, là sẽ về với cõi Tây. Cõi Tây đó là cõi của đất mẹ. Như Tây là tương ứng nó Hà Thư là 9 là phương Tây, là số 4 và số 9. Nên người Việt có lễ 49 ngày. Nên sau 49 ngày là để về với mẹ. Thành từ mất là để về với lại. Đó mới thực sự cái động mà về với mẹ. Rời dạ. Thành từ ví dụ như nhà, khi nhà có một người mất là chúng ta tất cả các cái kính là chúng ta dán lại, các cái cây là chúng ta đều chỉ tang, và có những cái kiêng kỵ trong vòng 49 ngày. Và người Việt là và biểu hiện rõ nhất là gì, trong từng bữa ăn như vậy của gia đình, ví dụ gia đình 5 người có người mẹ, bây giờ người mẹ mất thì hàng ngày bây giờ mọi người vẫn ăn, thì cứ để một bát không đấy, để một cái ghế đấy để mời người mẹ ăn trong vòng 49 ngày thì thôi. Nghĩa là người đó vẫn hiện hữu trong cái nhà người mình qua 49 ngày. Sau 49 ngày cái người đó mà về 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 về, về với mẹ. Ừ. Tức như là về phương Tây có mẫu cửu thiên đình nữa. Thì là về với cửu tuyền là vậy. Tại mất là về với đất mẹ và là chôn dưới lòng đất. Là về vì thành từ chết là về chết là quy tiên. Người Việt mất là gọi là quy tiên. Là trở về vì tiên tổ, trở về với cội nguồn. Hoặc nhất là có cái câu mà là người mất, cái mất khi người diễn tả cái mất của người Việt rất hay, đó là khuất bóng. Khuất bóng thì còn gì, còn hình. Nên tôi nhớ ngày xưa mà khi mà nhỏ 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 chạy chơi đó, mà mình nói thấy ma thì người lớn hỏi thì có thấy hình, có thấy bóng không, nghe như mơ hồ nhưng mà cực kỳ khoa học. Khi mà người âm, khi một người vong mà chúng ta gọi là ma đó, về đó, thì không có bóng. Rõ ràng có hình nhưng mà không có bóng thì đó là ma. Khi nào mà thấy có bóng thì đó không phải là ma. Cực kỳ khoa học. Vì vậy là cực kỳ rất hay. Mà khuất bóng đó, thì nhắc chúng ta nhớ gì? Mặt trời thì lặn, mặt trời lặn. Lặn về phía Tây. Nhưng mà mặt trời lặn thì mặt trời sẽ mọc. Năm 2005 chúng tôi có viết một bài báo, bây giờ vẫn còn trên mạng, cực kỳ nổi tiếng lúc đấy. Và sau đó là ông nhà nghiên cứu Di Hải đấy, để có tiếp tục lên vùng đấy và viết những bài, tất cả đều bài viết sau chúng tôi. 2005 là khi là Thiền sư Nhất Thành về Việt Nam đó, trong cái chuyến mà tháp tùng ngài đi từ Nam chỉ Bắc, thì chúng tôi dừng ở Ninh Bình và lên ở Hòa Bình là viết câu chuyện gì, câu chuyện đầu thai của bé Nguyễn Quyết Tiến. Bây giờ cậu bé này từ 2005 bây giờ đã lớn rồi, và tôi là người viết đầu tiên. Quý vị biết là câu chuyện đầu thai ở Hòa Bình, quý vị tìm dần với nó thì quý vị sẽ tìm ra cái bài viết của chúng tôi. Thế ở đó có cái tục là gì, bây giờ ngoài Việt này, ngoài ngoài miền Bắc này vậy, chúng tôi trong vùng chúng tôi thì thấy không rõ, nhưng vùng ngoài Bắc này thì thấy rất rõ. Người ta nói khi mà con trẻ chết dưới 10 tuổi thì cha mẹ tuyệt đối không được đưa con ra nghĩa địa. Chúng ta cứ tưởng là vớ vẩn, không vớ vẩn, nó đến từ những quan điểm cực kỳ khoa học. Mà cụ thể là quý vị đọc câu chuyện đó của tôi biết, tôi biết. Họ ở trên vùng đấy họ cho rằng những người á mà đứa bé này là lên 5 tuổi thì bị chết nước. Vì thế bị chết nước. Mà nó đã đầu thai lại. Đầu thai lại về bên nhà một dân tộc. Mà khi nó vừa sinh ra, nó vừa biết nói thì nó đòi về cha nhà cha mẹ nó. Và bây giờ nó không về, nó không ở với cha mẹ đẻ, nó chỉ có cảm thức với cha mẹ cũ. Câu chuyện chúng tôi viết rất kỹ từ năm 2005. Và cái vùng đấy những người như vậy ta gọi là con lồn. À tôi là mà vùng đó rất nhiều người đã đầu thai lại theo kiểu đấy. À, chúng tôi đi tìm hiểu rất nhiều người ở cái vùng đấy.
Thì tại sao mà có cái tục là người con mà chết dưới 10 tuổi là cha mẹ không được đưa ra nghĩa địa, là sợ nó đầu thai trở lại, nó lộn ngược trở lại, nó đầu thai trở lại, vì nó quyến luyến bên cha mẹ mà. Cái đứa bé này mà ở trong Nguyễn Tiến này, ở nơi cái Hòa Bình, ở nơi cái phố là nơi nơi của Dì Lạc đấy, chưa, chúng tôi viết lâu quá rồi quên đấy, ở ngay tại Hòa Bình, quý vị tìm trên Google là sẽ còn cái bài viết này của chúng tôi. Thì nó nói vừa trốn xong á, nó tức những người mà cứ đạp 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 trên mồ nó, đạp trên hòm nó, và quý vị khi mà bỏ đất vào là cẩn thận đừng có đạp. À, tôi có viết cả cái ý đấy. Thì nó đêm nó sợ quá, nó tìm về nhà, nó tìm về nhà thì không nó quý vị nó tìm về nhà thì nó không cho vào nhà. Thì nó thấy một người đi ngang thì nó khiếp quá, nó nhảy theo và nó ôm. Chính là cái người đó đi về nhà và nó ở trong nhà và nó đầu thai vào, nó sinh ra nhà đấy, mà về sau nó đòi. Câu chuyện nó hoàn toàn khoa học. À, Nguyễn Phúc Giác Hải, sau này Nguyễn Phúc Giác Hải đã tìm đến ở nơi đấy và đã viết những bài báo sau chúng tôi, và ông đã có nghiên cứu về chuyện này, và tôi là người viết trước về câu chuyện cái bé Nguyễn Quyết Tiến của cái vùng phố Tân Lạc cái gì Lạc đó, ở phố Hòa Bình cái vùng đấy, là từ nơi Nho Quan đi lên 60 cây số, 60 cây số. Thì quý vị biết là con lộn, nó lộn ngược trở lại. Thành thì cái là nói 49 ngày đó. Để tôi nói lại về con nghiệm mẹ như nước trong nguồn chảy ra, là chúng ta chết là chúng ta về về đất mẹ. Và rõ ràng cái tục 49 ngày là hoàn toàn là ngoài quan niệm thân trung ấm của người Việt để chúng ta tụng kinh để cầu nguyện đó. Thì nó có vấn đề là của người Việt từ rất sâu. Nhưng mà ngay cả vấn đề khi chúng ta nói rằng nếu cho rằng 49 ngày là của người Việt thì 100 ngày là của ai? À, là 49 ngày là theo quan niệm Phật giáo. Vậy thì người Việt mất, ai ai cũng tổ chức 100 ngày thì có phải theo Phật giáo không? Phật giáo không nói đến chuyện 100 ngày. Đó hoàn toàn Việt. Từ 49 ngày, từ 100 ngày, từ giáp năm, từ 2 năm hết khó. Đó là hoàn toàn cái tục theo Việt. Mà vậy thì để hoàn toàn Việt thì 49 có nghĩa là gì? Chúng tôi có viết về cả 100 ngày trên cái Facebook của chúng tôi. Như vậy thì 149 ngày, 449 là phương Tây, thành tựu là Tây Thiên, là mẫu 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 Tây Thiên, chính là người mẹ Việt đầu tiên. Thì chúng tôi đặc biệt là trong cái lần tái bản này, chúng tôi đưa phù bản mà cái cuốn đầu tiên là không có. Trong cái cuốn này là chúng tôi có phụ bản cái Ngọc Phả. Của mẫu Tây Thiên. Đây. Đây này. Ngọc Phả sự tích quốc mẫu Tây Thiên Tam Đảo tội linh từ. Nhân đây chúng tôi nói thêm một tí là quý vị biết rằng là khoảng năm 99 này, ở Vĩnh Phúc đã có một cái hội thảo để sau đó công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia cái đền mẫu Tây Thiên. Ở dưới này có cái đền Thọng đó, cái đền Trinh mà chúng ta gọi là đền Trinh, đó là đền Thọng. Thì rất là đáng buồn. Nhưng nói là làm việc khoa học như vậy là cực kỳ đáng trách cho cái cuộc hội thảo này và vấn đề công nhận cái di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia của cái đền mẫu Tây Thiên. Hy vọng là những người mà ở cái vùng Phú Thọ mà liên quan đến cái đền mẫu Tây Thiên là nghe những điều này. Tuy nhiên là khi người ta làm cái hội thảo để công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia và đền mộ Tây Thiên thì người ta không tìm được cái bản Ngọc Phả này. Và rất kỳ công, chúng tôi phải nói là kỳ công ở đây là nhờ anh Thạch, là người Vĩnh Phúc, có quan hệ ở trên đấy và đã quen thân, và chúng tôi đã vào lục tung hết. Mà khi chúng tôi đến đền Hỏa, xuống đền Hỏa thì mọi người vẫn cho là không có gì. Chúng tôi là quý vị cứ leo lên trên cái đền, cái khảm và so tay lục hết vào trong khảm thì tìm ra được cuốn Ngọc Phả này.
Bởi vì về lần tái bản này không phải như lần đầu cái cuốn xuất bản Quân Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Phả, đây là bản đầu tiên. Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Phả đây là bản đầu tiên thì không có chúng tôi, và lần này là chúng tôi là đưa vào cái này, chúng tôi được cho phụ bản thêm cái bản Ngọc Phả của Đền Mẫu Tây Thiên, đó là người mẹ. Thì nói đoán buồn cái gì, là quý vị biết ở Tây Thiên là có hai lớp mẫu, một lớp mẫu chính là Hùng, một lớp mẫu là bà Lăng Thị Sương, đơn thuần chỉ là một người đẹp mà lấy vua Hùng thứ 8, trong thời vua Hùng thứ 8 lấy những cái lớp mẫu, mà mẫu đầu tiên là vợ vua Hùng đầu tiên á, tên tuổi trong cái bản Ngọc Phả này khác hoàn toàn. Và chúng tôi tại sao chúng tôi phân tích như vậy, nó có cái lớp như vậy là bởi nó liên quan đến cái mẫu này là có cầm quân. Thì trong câu chuyện của Hữu Hùng thì mình giúp Hiên Viên chính là bà mẫu mẫu Cửu Thiên Huyền Nữ hiện ra và chế tạo chiếc xe là có cái kim chỉ nam đấy. Thì trong cái lớp mẫu đầu tiên đồng nhất với mẫu Tây Thiên gọi là Diêu Trì Thánh Mẫu đấy, mà Trung Hoa gọi là Diêu Trì Thánh Mẫu đấy, chính là mẫu Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên là trời Tây, chữ biết này là Cửu Thiên là phương Tây mà, là 4 và 9 là giống như vua cha bát hải đó. Bát hải là sao, nhiều người là Ấu Trĩ không hiểu, dịch ra là tám biển. Chứ bát hải là phương Đông, là biển Đông, là vương Đông, là tượng trưng cho trong Hà thơ là số 2 và số 8 đấy. Thì vua cha bát hải là như là mẫu Cửu Thiên, Cửu Thiên là mẫu mẫu Tây Thiên đó. Tây Thiên là mẫu Cửu Thiên, chỉ Cửu đây là phương Tây, mẫu phương Tây. Thì ở đây là cái mà phân tích cái lớp mẫu như thế này, là mẫu này là có cái đền tù tù quân, tức nghĩa là giúp vua Hùng khởi nghĩa trong vấn đề vua Hùng đầu tiên đó, để phân biệt. Thì cái tên tuổi hoàn toàn khác, hoàn toàn với thế này này. Nước Việt xưa Hùng Vương đóng đô trị nước lấy hiệu là Văn Lang, khi đó ở đảo Tây Thiên phủ Đoan Hùng huyện Tam Dương xã Đông Lộ, trong xã có một trưởng ông ở xóm tên Phiêu Hùng tuổi gần 40 tuổi, lấy bà tên là Lụy Tây. Nhưng mà mẫu ở này tôi đọc cái đoạn này này, tên của bà là khác hoàn toàn. À, 6 tuổi là mình nhân là Thậm, Húy là Nhược Cảm. Này. Thế mẫu này chính là mẫu Tây Thiên, mẫu Cửu Thiên Huyền Nữ, chính là mẫu Cửu Trùng. Tôi nhớ có lần tôi đi vào chụp tư liệu ở trong cái đền, ở trong cái chùa chúng tôi đang làm sách về Thánh Từ Đạo Hạnh, và năm nay vì bận quá, đi với thiền sư lên mình thắt bận quá vẫn chưa ra được, hứa đầu năm sẽ ra cái bộ là 3 tập về thiền sư Từ Đạo Hạnh mà đến nay vẫn chưa ra được, quá bận. Thì có cái vị đấy cũng là một thầy cúng, ông là thầy kết, ông này thầy xin thằng mấy, ông nói ồ thầy là hợp với mẫu Cửu Thiên. Tôi không biết vì sao nhưng mà tôi rất thích cái mẫu Cửu Thiên này nữa, nó có nhiều câu chuyện lịch sử liên quan đến vùng thờ trán của vùng chúng tôi, nên là thầy thờ mẫu, thầy thờ mẫu. Vì biết là công gia nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, chúng ta nói tiếp là nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thì trong nguồn là nước, trong nguồn là chính nước ở cái đỉnh cực kỳ đặc biệt. Nếu quý vị đến và quý vị đi hết 3 đỉnh đến Tam Đảo là đỉnh Phù Nghi, đỉnh Thạch Bàn và đỉnh Thiên Thị, mà dấu tích là có cái phái đoàn của vua Ai Dục đó mà đưa 2 người và đến truyền đạo tìm giáo, là tìm truyền đạo, là tìm truyền đạo ở cái vùng này. Và nhất là cái Tam Đảo này cực kỳ thiêng, và trên đó theo Lê Quý Đôn là cho rằng là có cái chùa Địa Ngục và có cái đền Đồng và có cái chùa Đồng Cổ ở từ trên đỉnh núi. Và quý vị biết là cái nguồn nước ở từ trên đỉnh đó mà chảy ra cái ngọn suối đó là quanh năm suốt tháng mưa hàn không bao giờ tắt, Trường Thủy đó, bát bát tuyền Trường Thủy đó, Trường Thủy mà chảy dài mẫu nghĩa dân đấy. Thì núi cha với núi mẹ, khi mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn là chính trị cho cái người mẹ đầu tiên, là vợ vua Hùng đầu tiên chính là mẫu Cửu Thiên Huyền Nữ hay là mẫu Tây Thiên, chính là bà Nhược Cảm. Qua cờ mà trong trong cái bản Ngọc Phả ngay tại đền Hóa, ở đây vẫn còn mộ của vị này. Quý vị đến đền Hóa và chúng tôi là tìm cái bản đền Hóa. Thì cách đây năm ngoái năm kia đó, chúng ta thấy có một cái tờ báo ở Vĩnh Phúc đăng một cái tờ báo rằng là phát hiện ra là coi như cái Ngọc Phả của mộ Tây Thiên, chúng tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi.
Thì công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, chính là chị cho núi cha và suối mẹ. Núi cha là con luôn nghĩa lên núi Hùng bây giờ, và như nước trong nguồn chảy ra là Hoàng Hoàng Tuyền đó. Ta gọi là Hoàng, tại sao ở đó cũng gọi là Hoàng Tuyền, người Việt gọi là mất đó, là trở về Hoàng Tuyền. Hoàng là vì liên quan đến vua mà. Đấy, thì Hoàng ở đấy là vàng, là trung cung. Tuyền là suối, còn gần như là cựu tiền là chính khúc, gọi là cựu khúc hồi hoàn. Ở nơi đó là danh từ, là quý vị đến đền mộ Tây Thiên thì ai biết cái trả câu chuyện cựu khúc hồi hoàn. Nên là ta chết là về với đất mẹ. Công cha như núi Thái Sơn là chỉ cho vua Hùng đầu tiên, chính là núi Thái Sơn, chính là núi Hùng, nghĩa lĩnh. Mà hồi nãy chúng tôi đọc là tất cả các vị vua lên ngôi là đều lên đó để vòng về núi Thái, vua đầu tiên. Và nghĩa mẹ như được trong nguồn chảy ra là chính nói về mẫu mẫu cụ thiên huyền nữ, vợ ở đó vẫn còn ngọn suối gọi là Bát Tuyền, Bát Nhã Tuyền về chín khúc. Thành từ công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như được trong nguồn chảy ra là điều cũng, tất nhiên là quý vị phải đọc vào cuốn này. Thì chúng tôi nói lại là đây là trong mùa Phật đản. Quý vị nào muốn mua sách này Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Phả, chúng tôi từ khi mà gặp thiền sư Lê Minh Thạt thì sau đó 10 năm từ đó đến nay thì gần như là không đi cúng bái gì cả, và chúng tôi thì sống bằng nghề làm sách và bán sách. Vì vậy là đây cũng là cuộc sống, đây cũng là giá trị văn hóa. Mà nói theo Bát Chánh Đạo thì đây được gọi là chánh mạng, chánh nghiệp, nghề nghiệp chánh chính. Thì quý vị nào mà muốn liên lạc và mua cái cuốn này Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Phả thì liên lạc với chúng tôi qua Zalo. Quý vị cứ nhắn tin vào Zalo, chúng tôi sẽ trả lời trên máy tính. Số là 0943989234. Thì quý vị đọc vào cuốn này, quý vị mới hiểu được những điều chúng tôi nói. Thời đại Hùng Vương, chúng tôi nhắc lại theo quan điểm của thiền sư Lê Mạnh Thạc là có luật pháp thời Hùng Vương, văn học thời Hùng Vương, chữ viết thời Hùng Vương, phong tục thời Hùng Vương, và những giá trị văn minh vật chất như đồng thời cũng quá rõ ràng. Tiếc là người Việt đến nay không hiểu, không đánh giá, không đánh giá một cách đúng mức, mà không nghiêm túc, nói theo ngôn từ của thầy lấy mình là không bình tâm để khảo cứu một cách nghiêm túc. Và người, ngay cả những người phản bác cũng phản bác trên một kiến thức ít ỏi và nông cạn, không hiểu biết. Còn những người không biết thì chỉ nói theo, trong khi chúng ta là người Việt, giống dân Việt, đất nước Việt, thì chúng ta có giống nòi Việt, chúng ta có tổ quốc Việt, thì giống nòi Việt, tổ quốc Việt bắt đầu từ quốc tổ, từ vua tổ như thế nào, cần phải biết, cần phải có ý thức. Chúng ta còn nói lần mà chúng ta còn nói một câu chuyện là người Việt được thắp lên, cây hương ở trong nhà được thắp lên, là thắp lên ý thức, lòng yêu nước được thắp lên từ cây hương. Tại sao chúng tôi không đi từ nhỏ? Chứ từ nhỏ là chúng tôi là rời làng quê mình, mà tại sao chúng tôi yêu cái vùng quê mình như vậy? Những điều này hoàn toàn phải được trường dạy. Những điều này hoàn toàn phải được chùa dạy. Mà nó được dạy từ trong tâm thức, từ trong vô thức. Mà từ trong thuở nhỏ chúng tôi lớn lên. Quý vị vào Google và gõ cái câu chuyện Địa Ngô Đầu Mùa. Đó là bài viết ngày trước chúng tôi, bài viết đoạt giải nhất toàn quốc năm 2016 chúng tôi thi. Đấy. Và được nuôi lên, được ươm mầm, được tưới tẩm từ trong vô thức. Người con chứng kiến cha mẹ qua việc thờ cúng, qua việc tổ tiên, qua nén hương hàng ngày. Anh chúng tôi khuyên là một ngày phải thắp hai nén hương. Đừng còn ngày cách đây gần hơn chục năm chúng tôi ra Bắc là mọi người nói thắp hương là sợ ma về vớ vẩn, tầm 7, tầm 3. Thắp hương là thắp lên niềm thương kính của mình đối với nguồn cội. Nguồn cội gần nhất là cha và mẹ. Xa hơn có ông bà, trên ông bà có nội ngoại. Trên nội ngoại là có, trên nội ngoại xa xa, xa hơn nữa chúng ta có vua Hùng. Và quan điểm của chúng tôi là vua Hùng được thờ trong từng ngôi nhà của người Việt. Mà những điều này là chúng tôi có nghiên cứu nghiêm túc và sẽ viết lên danh sách. Sau những công trình mà chúng tôi làm trước mắt, chúng tôi sẽ dành cho cuốn sách về tổ tiên. Đấy, thì hôm nay là để thưa chuyện với quý vị, nói về hai câu chuyện này là nó hơi dông dài, nên câu chuyện này cũng gần cả tiếng. Đây quý vị, có nhiều người muốn là chúng tôi nói về cuốn sách này.
Nhưng mà chưa, sách chúng tôi đã công trình khảo cứu cực kỳ công phu của chúng tôi. Chúng tôi sau sau cái mùa Phật đản, sau khi mà mọi người dần thịnh cái cuốn mới để mua cái cuốn Hùng Vương Thần Tổ, chúng tôi thì tiếp tục đã công trình vừa ra của chúng tôi chuẩn bị chờ giấy phát hành, thì chúng tôi sẽ nói cái này: Long Hưng Triều Vũ Đế, Tư Liệu và Luận Giải. Chúng tôi nói trước khi dứt cái clip này, chúng tôi muốn nói rằng là không nắm được lịch sử thì không hiểu về văn hóa. Những người làm về văn hóa, nhân dân về văn hóa mà không nắm lịch sử thì văn hóa của họ là thứ bỏ đi. Nên tôi nói rất chắc như vậy. Thành thì những người nắm rõ lịch sử, những người hiểu, hiểu rất rõ về về văn hóa. Ví dụ như chúng ta khi đánh giá sai một thời đại, không nắm rõ lịch sử của một thời đại, không nắm rõ lịch sử của một nhân vật, chúng ta sẽ hiểu và đánh giá sai ngay nhân vật đấy, ngay cái giai đoạn thời đại xã hội đấy. Chúng ta không hiểu về thời đại các vua Hùng, chúng ta sẽ đánh giá sai ngay. Mà chúng ta sẽ hiểu về văn hóa thời đại khác ngay. Ví dụ như tất cả khi mà chúng tôi làm về cuốn này, cuốn sách về 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 Hưng Long và Triệu Vũ Đế, rõ ràng đó, tất cả trong đồng này là khoảng 2.200 năm, đó là nằm vào rơi vào trong giai đoạn của nhà Triệu. Nhưng mà bây giờ mọi người chỉ nói trống đồng trống sơn, trống sơn mà cụ thể đó là triều đại nào? Đấy, chúng ta khi mà chúng ta không nắm lịch sử và theo thông tin lịch sử bị hiểu, bị đánh giá sai thì chúng ta sẽ không hiểu về văn hóa giai đoạn đó ngay. Những người định chủ nhân của thời đại đó, của giai đoạn đấy, vị vua của thời đại đấy, của giai đoạn đấy, họ có ý thức như thế nào và họ đưa ý thức đầu dân tộc lên trên nền trống đồng chỉ đạo, mà chúng ta không đánh giá được vị vua giai đoạn đấy, chúng ta sẽ không thể hiểu đấy được. Dù anh là ai, dù anh mở cả cái bảo tàng đấy. Thành tựu để không nắm được lịch sử, không nắm được lịch sử thì sẽ không hiểu về văn hóa. Đó rất rõ ràng. Chúng tôi nhắc lại là quý vị nào mà muốn mua cái cuốn này Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Pháp của chúng tôi, có giá là 299.000. Chúng tôi bán đúng cái giá bìa đấy. Và chúng tôi sẽ ký tên, ghi rõ tên quý vị, bạn đặc biệt. Đây là bạn đặc biệt, những cuốn sách này là bạn đặc biệt. Đây này, phần này có in in chim, cái trang giấy này là có in chim cái trống đồng. Đây là nơi để tôi để dành cho ký tặng, và gửi tới với các bạn đặc biệt của ai thì quý vị ghi tên họ rõ ràng để chúng tôi ghi tên, chúng tôi ngồi ghi tên và kỷ niệm mùa Phật đản 2024 mà chúng tôi sẽ đóng truyện đấy. Quý vị nào mà mua trong mùa này, còn là vì bình thường chúng tôi không có thời gian để ngồi làm việc này, chúng tôi dành cái thời gian cho mùa Phật đản. Và năm nay thay vì dành thời gian để lấy lời Phật đàn thì chúng tôi làm người này để dâng lên tổ tiên, để cảm ơn tổ tiên người đã tiếp cận đạo Phật cho dân tộc chúng con. Và quý vị liên hệ chúng tôi qua số 0943 989 234, và quý vị cố gắng là nhắn vào Zalo chứ không gọi. Trường hợp đặc biệt người nào lớn tuổi mà không dùng Zalo thì quý vị gọi, và có thể gọi và chúng tôi cũng sẽ nghe, và quý vị sẽ nhắn tin vào số điện thoại tin nhắn. Còn đa phần chúng tôi khuyến khích là nên nhắn vào Zalo cho chúng tôi làm việc trên máy tính và sẽ trả lời với quý vị Zalo trên máy tính. A Di Đà Phật, chúc quý vị một mùa Phật đản nhiều an vui. A Di Đà Phật.